Xin chào các bạn. Những chiếc xe mô tô cao cấp của Ducati như là Bugatti Strada và Diablo, nó có một cái chức năng là nổ máy xe không phải cần chìa khóa. Chúng ta có một cái chìa khóa cảm ứng ở đây và hôm nay mình sẽ biểu diễn về cái chức năng đó cho các bạn xem. Đây là chiếc chìa khóa chính của chiếc xe. Đây là cái phiên bản Multi Strada. Cái chìa khóa này là một cái chìa khóa cảm ứng. Trên chiếc xe chúng ta không có cái vị trí để mà cắm cái chìa khóa này vô xe. Cái vị trí này chỉ là để mở cái bình xăng khi chúng ta cần đổ xăng thôi. Thì với cái chìa khóa này, khi mà nó ở trong phạm vi gần chiếc xe khoảng ví dụ như 1 mét trở lại, thì chúng ta có thể đề máy chiếc xe mà không cần phải đút chìa khóa vô bất cứ vị trí nào. Chúng ta có thể để cái chìa khóa này ở trong túi quần. Bây giờ mình sẽ thử mở máy xe nhé. Thì chúng ta sẽ có cái nút nằm ở bên phải và sẽ nhấn xuống giữ khoảng vài giây. Thì các bạn thấy là máy sẽ được khởi động lên và chúng ta có thể đề máy chạy xe một cách thoải mái. Ngoài ra thì cái những chiếc như là Multi Strada và Diablo nó còn có một cái chức năng nữa là chúng ta có thể nhập cái pin code 4 số để có thể khởi động máy mà không cần cái chìa này. Tức là mình không cần đem cái chìa này theo người luôn thì vẫn có thể nhập 4 cái mã pin đó và khởi động máy xe luôn. Nếu mà muốn vô cái màn hình để mà nhập cái mã code pin thì ở bên trái cái cần những cái nút này thì chúng ta nhấn giữ khoảng 5 giây để vô cái màn hình setup. Ở đây là cái menu setup chính của xe. Thì đây chúng ta sẽ xuống cái phần pin code. Ví dụ đây mình vô cái phần pin code đây thì xe nó sẽ đòi hỏi chúng ta tạo một cái mã pin code 4 số. Sau khi chúng ta đã tạo cái pin code 4 số này xong và ok thì lần sau không cần phải tới dùng tới cái chìa khóa cảm ứng này nữa. Ở trên cái xe ở đây, ở cổ xe đây, nó sẽ có một cái ô recovery. Chúng ta sẽ bấm cái nút này giữ khoảng 5 giây. Máy xe sẽ bật lên đòi hỏi chúng ta nhập cái mã pin 4 số vừa nãy đã tạo. Sau khi nhập xong 4 số đó thì có thể khởi động máy xe và chạy một cách bình thường, không cần phải sử dụng tới cái chìa khóa cảm ứng. Đó là cái trường hợp mà recovery mode để sử dụng cho khi mà chúng ta bị mất chìa khóa hoặc là quên chìa khóa đâu đó. Do không cần chìa khóa nên là sau khi chạy xe xong và muốn tắt máy xe thì chúng ta sẽ gạt cái nút này xuống khoảng 2 giây thì máy xe sẽ tắt. Ngoài ra đi kèm với lại cái chìa khóa cảm ứng chính của xe thì chúng ta có thêm một cái chìa khóa Smart Key để dùng sơ cua cho chiếc xe này. Trong trường hợp là chúng ta không có set cái mã pin và cũng như là mất cái chìa khóa chính luôn thì có thể dùng cái chìa khóa Smart Key này để khởi động xe. Cái chìa khóa Smart Key này cũng không dùng để cắm lên xe mà trên xe sẽ được trang bị hai cái điểm cảm ứng thông minh. Chúng ta sẽ đặt cái chìa khóa ở những cái vị trí đó và sẽ nổ máy xe được. Ví dụ như ở chiếc Multi Strada này sẽ một cái vị trí nó sẽ nằm ở trước đầu xe như vậy và một cái vị trí nằm dưới yên xe. Bây giờ mình sẽ để cái chìa khóa ở đây và bắt đầu sẽ thử đề máy xe cho các bạn xem. Như vậy là mình không có giữ cái chìa khóa cảm ứng trong người và mình đặt cái vị trí chìa khóa Smart Key ở vị trí bí mật đó và bây giờ có thể khởi động được máy xe và có thể chạy xe một cách rất là bình thường. Cảm ơn các bạn.